lấy không? Rồi bây giờ đem về, lát nữa đóng xong rồi đó anh đem về cho bà ba, nhưng mà ăn có giá hơi cao. Này là con nói thật, con có hơi buồn. Điều. Lúc ra ảnh nó bớt 200 ngàn. Rồi bây giờ ảnh không chở xuống, anh kêu mình kêu người khác dòng xuống, tốn thêm 400 ngàn. Không chở nữa hả? Dạ. Gì ở trên đó được. Ở thành nữ con nói không, bây giờ vậy? Không có được, phải kêu bà ba lên đây được chứ, chở lên chở xuống không được. Làm thì phải coi cho nó được thì mình ai nữa mà cài mấy cái đinh cho bà ba. Rồi sau đó là với lại là 400 USD là ra được 24 triệu 200 nghìn đồng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Nha Mân, xã Nha Mân của huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp với cô bác quý anh chị. Và trước mặt cô bác quý anh chị là một cái xưởng ghe, và xưởng ghe này là của anh Cồ. Hôm nay thì đến đây thì anh Cồ cho thông báo là chiếc ghe của bà ba cũng đã hoàn thành xong rồi. Hôm nay đến đây coi như là nghiệm thu bàn giao tiền, giao ghe cho bà ba luôn. Và anh Cồ đang làm hả? Ô ghe nhỏ hả? Xuồng hả? Đã ha. Đóng chiếc xuồng gì lâu không anh con? 2 ngày rồi à. Dán này dán gì anh? Thôi lâu hả? Dán sao vườn mình đó. Sao hả? Ừ. Anh Cầu thì hôm nay để đây cho em coi chiếc ghe trước được không? Được, được. Đây, để hai anh em mình đi ha. Anh em mình đi. Hả? Nói chuyện nè. Nói chuyện hoài vậy? Đây anh, hướng dẫn em xuống đi. Anh mà thợ mà anh không nói chuyện rồi ai nói chuyện? Chủ mà không lẽ nói chuyện được. Ơi sao gì ơi sao con nhỏ đó hoàn thành là hôm qua mới xuống sáng luôn hả anh Cồ? Xuống ngày hôm qua hả? Ừ. Phải xuống hôm qua phải em xuống luôn được rồi ta. Hôm qua chắc chiều nè, có hơn nè. Chiều cỡ nãy hả? Ừ. Ủa nay nhìn ảnh đẹp trai chứ hả? Ừ. Ngon lành rồi. Ở trên cái máy trên chưa đóng anh Cồ? Anh Cồ? Hả? Cái máy trên đó đó. Không, cái máy này bà ba xin thêm đó. Bà ba xin thêm mình dừng bạc ha. Ờ, có tôi làm ở sao. Ồ. Ở dưới này là anh trét anh sơn lại hết trơn đó hả? Ừ. Này là sơn dầu chai hay anh? Trét dầu chai hả? Sơn chống xét á. Sơn chống xét luôn hả? Ừ. Sơn này nó là nó tuổi thọ nó lâu hơn hay gì? Ừ. Ồ hay ha. Bây giờ nó có loại sơn đó luôn hả? Có chứ. Ừ. Dân ở ngoài nghề đâu có biết được. Ừ. Này là làm mấy ngày mới xong anh Cầu? Chi này hả? Dạ. Chi này làm nghề cũng có 10 ngày mới rồi, để hôm qua đó. 10 ngày hả? Ừ. Trời ơi. Ở trong đó anh thay dầu nhớt hay vậy? Dầu với nhớt. Ừ. Hoa lại. Hôm trước nó ngon. Hôm trước thì thấy để ở trên nó không được đẹp mà đem xuống đây thấy bây giờ sơn màu này lại thấy chắc chắn lại ha. Ừ. Bây giờ cái này nó khoảng 20 năm nữa không? Không tới đâu. Không tới đâu hả? Ừ. Khoảng 19 năm rưỡi được không? Cái này là cây này cây gì anh Cô? Cây sao, nhưng mà mình làm thêm này là cây khác chứ không phải cây sao của xưa con đòn hồi đó của nó. Ừ. Này là bà ba nó lên coi lại chưa? Chưa. Cái máy này thì mình dừng cao lên đi thẳng đầu được ha. Ừ. Ồ, ở trong này dán ngủ trong này anh con. Ừ, đi dán ngủ. Này cô bác quý anh chị thấy ở trong đây thì bà ba với lại con của mình có thể ngủ đây được nè. Còn ở ngoài trước này thì ở bên cái mạng xuồng này mình không đóng bên mạng này luôn hả anh con? Không. Ví dụ như mình đóng bên cái mạng này luôn là thêm tiền nhiêu tiền ta? Tính liền luôn hả? Dạ. Chưa biết nữa. Chứ mình đóng gì thì ở ngoài trước này bà ba đâu sử dụng thì làm gì hả? Cái này cũng không gành luôn đó, nãy giờ cũng chưa đóng thứ này. Thường thì như vậy đó, còn dù muốn xài thì như thế nào được, cái cơ bản cũng không có nói rõ ràng, đâu biết làm như thế nào. Ừ. Bây giờ tính sao, tính làm liền luôn hả gì? Em dự định là cái miếng dán ở trên này nè. À. Đóng liền qua đây luôn. Bích luôn phải không? Ừ. Bích luôn từ đây qua bên kia luôn cái gì? Là giống như ở trong đó vậy đó anh. Có nghĩa là mình đóng thành cái vạt luôn á. Thêm cái vạt luôn hả? Dạ. Ba đâu nói gì đâu. Ba kêu làm từ sau căn chú là 4 mét. Đốt vạt sàn vậy đó.
trên này là rừng ton trên này đó ha. Ai bốn mét từ ở tầng sau đó ra ngoài trước này là 4 mét. Rồi bà ba không có kêu đóng ở chỗ này không? Ủa không kêu đóng chỗ này rồi để chỗ này chi ta? Chỗ này chắc cho nên rộng rãi tới lui, nhiều khi nghỉ ngơi đâu đó nó mát, cho ngủ vô trong đó quá theo là mình thí dụ đó đâu chừng á. Nhưng mà nếu như mà ở trên đây mà đóng ngang qua là thấy nó hay hơn á, đóng cái bộ vạc thấp ở dưới cái mạng gió này nè, y như đẳng vậy ha. Dạ thì muốn làm nhưng mà biết ý là ba kêu bằng vậy thì làm vậy. Ủa sao bà ba lại kêu làm gì ta? Chứ ví dụ như em nói là từ đây cái miếng này đóng qua đây phải không? Là nó sẽ hay hơn liền luôn ha. Liền từ ở vách này nè, thẳng ra ngoài sau luôn là nó sẽ hay hơn phải không? Cái chiếc ghe của bà ba ở trong hiện tại giờ ở như thế nào, y vậy hay là nó liền luôn? Nó cũng y vậy nè, cũng giống vậy hả? Dạ. Cái này giờ ông hỏi bà ba ý bà sao? Bà ba là lúc đó là bà ba là kêu anh là đóng theo kiểu như vậy hả? Ba kêu tôi làm cái mô dài từ đắng ở đây kiểu như là 4 thước làm thêm đó không? 4 dạ, thước 4 mét. Rồi phút này ba kêu dừng vậy đó. Vì này thì ăn lót ra ba nói gì cũng sơ xài à. Tại sao bà ba lại chừa cái này tao em không hiểu nè. Chứ cái này mà mình đóng ngang cái đó luôn là nhìn đẹp hơn. Cái này thôi nghĩ chắc có đi tới lui quá ông ơi. Vụ nấu nướng ở đây cũng không chừng. Thì ăn uống ôm ngủ nghỉ ngơi thì làm sao đó. Cái chỗ này bà dùng nấu nướng hả? Mà theo tôi độ vậy đó, không biết được phải vậy không. Ồ. Chứ vậy ông đi thoải mái trong lớp liền luôn là đi ông đi vô khó khăn lắm mà ông ngồi ông đi à, không ăn bò từ à, đâu đi được. Cũng khó hả? Theo độ này chắc đi tới lui được nè. Nói chung là ý bà ba là mình bà ba bác cũng khó lắm nên mình cũng không có dám ý kiến nữa cô bác quý anh chị. Chứ theo Bùi Hồ á thì cái này là đợt trước coi xe ghe xong thì cho bà ba hay này, bà ba lên trao đổi với anh trực tiếp tại ghe của bà ba. Chứ theo ý của em là đóng từ cái bạn bên đây nè qua bên đây luôn à, thành một cái miếng vạc thẳng luôn, mình sẽ đi tới đi lui là rất thoải mái. Và cái này cao hơn, máy này cao hơn chút xíu, và có thể là cái máy này cao hơn bà ba mà không chịu nè, cao hơn sợ của cái cầu quá. Bây giờ ông thấy ông ngoài chở bả lên đây coi. Dạ rồi, để bây giờ chắc điện bà ba kêu chở lên á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp với cô bác quý anh chị để coi chiếc ghe bà ba lại lần này là lần thứ ba rồi. Lần trước thì Bùi Hồ ghé mà thì cái chiếc ghe đóng chưa có được nên thành nữ là nhờ bà ba lên coi lại, và Bùi Hồ quay cái thước phim đó và Bùi Hồ không có đăng lên. Và lần này thì Bùi Hồ đến đây để mà coi để mà đăng lên, tại vì bà ba cũng đã coi và yêu cầu sửa lại rồi. Đó, chiếc ghe thì xa xa ở đằng kia kìa, chiếc ghe đằng đó đó cô bác quý anh chị. Và chút xíu thì sẽ dòng chiếc ghe đó đi xuống bà ba, và sau đó thì bà ba sẽ dọn đồ lên, như thế là cô hoàn thành giao nhiệm vụ chiếc ghe cho bà ba mới như thế này. Bây giờ cố gắng đợi anh kia anh lại cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị thì bây giờ sẽ dòng chiếc ghe cho bà ba. Bây giờ cái chiếc ghe này nè, mướn chồng, mướn tiền mướn là 400.000 đồng. Anh này anh không có dòng giờ, không có thời gian dòng dùm nữa, giờ mướn làm phát sinh ra tiền nữa đó anh cầu đó, thấy không? Tại vì mình làm từ thiện thành nữ là phải chắc chiêu. Nếu như mà em thì đâu có bù đắp vô tiền được, tiền của anh đừng quên rồi. Đúng rồi, con thì tài trợ ra với cái chiếc ghe bà ba nè, lúc trước là đóng ở cái lớp trước á là đóng 10 triệu mà bây giờ anh còn coi nghiên cứu lại em ơi. Bây giờ thêm 2 triệu mấy nữa tiền đâu mà. Rồi sao giờ? Tại em làm thì quay, nói thôi cô bác quý anh chị quay thì YouTube là hỗ trợ, mượn YouTube để mà nhờ cô bác quý anh chị mạnh thường quân hỗ trợ. Có à. Quay cái mũi lên đó được. Này cô bác quý anh chị đóng sửa sang hết nè. Clip trước thì chưa có đóng ở ngoài cái sạp ở đằng trước này. Cái sạp đằng trước bên đây nè. Nên là nữ là Bùi Hồ phải kêu bà ba lên coi thử.
À, lên coi thử để mà coi được chưa đó, bà ba ưng ý chưa, tại bà ba dặn cũng không có kỹ để cho anh Cồ làm nữa. Dạ. Xe này thì ngon lành rồi. Sửa lại đó, sửa lại hết mua hết 10 triệu. Rồi sửa lại nữa, sửa lại anh Cồ lúc đó là 8 triệu nè, bây giờ gắn thêm mấy miếng vạc này nữa hả? Nè lúc trước này miếng vạc này anh kia đóng ở clip trước thì không, Bùi Hồ không có đồng ý. Cây này cái gì anh Cồ? Cây tràm vàng. Tràm hả? Đây coi đóng ở dưới này đang cho thấp nè cô bác quý anh chị. Lúc trước thì đóng ở dưới này nhìn nó không có đẹp đâu. Rồi làm cái này cho bà ba nấu nướng gì dễ nè. Đó, ở đây cái ghe như thế này. Phần ở trong sau đó bà ba ngủ, phần ở này thì che cái máy luôn. Rồi bây giờ em lên đường nào ta? Đi lên đó. Dạ. Rồi bây giờ chú dòng xuống dưới nha. Lát nữa gửi tiền cho chú này nha, ra ngoài rút tiền gửi tiền cho chú này. Dạ. Chú lấy số điện thoại của con đi chú. Dạ, thì bây giờ Bùi Hồ sẽ chạy xe, còn chú này sẽ dòng cái chiếc ghe này đi xuống dưới kia. Bây giờ đi triệu tính 18 triệu hôm nay anh còn anh Cồ lại phát sinh ra, anh nói đóng cái này phát sinh thêm nữa. Để nghiên cứu bàn bạc với anh Cồ lại. Tại bà ba lúc trước bà ba nói với anh Cồ là nói không có gõ. Anh thử là phát sinh ra là tiền nó sẽ bị lậm vô, không có tiền bù đắp vô á. Bên đây. Bây giờ chiếc ghe này sẽ dòng với chiếc ghe này xuống dưới 1 tiếng rưỡi. Bây giờ mình sẽ xuống bà ba đợi trước. Đưa đây, đưa ra. Khoan. Chưa mở dây. Giờ má con ghe này đi, má buồn nó không có gì mà nó nè. Bắn lái cho bụng. Lái con cho bà băng đi, còn cái gì lái? Ủa cha đi luôn hả cha? Rồi bây giờ chạy nha chú. Chưa mày. Chạy vô đi, chưa cho chạy gì? Chưa bỏ dây hả? Trời ơi. Đã nói chưa mà mấy con thôi chứ phải chạy. Con xếp vô con. Này dòng này cũng khó dữ ta. Đó, chiếc ghe nhìn tổng thể nè cô bác quý anh chị. Bây giờ đang dòng xuống cho bà ba. Khá là lâu, Bùi Hồ cũng rất là ngại với lại Mạnh Thường Quân luôn á. Tại anh Cồ này anh cũng thời gian này anh cũng lu bu. Rồi sao anh Cồ? Tiền đâu em bù vô? Nói thiệt luôn á. Nói chung là cái gì mà không, mà ba mới nói không có rõ, gì mà nói rõ là tôi cũng tính theo vậy ra. Nói chung là tiền là nó vừa đủ khoảng 18 triệu à. Đó, hôm trước là em vừa đủ cho bà ba luôn á. Hôm nay em quay lên cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân thấy nè. Em thì cũng đi làm từ thiện, em kiếm tiền từ cái việc mà em quay YouTube á. Thật ra thì em chạy lên chạy xuống tiền này tiền kia thì em cũng chạy cho bà ba, cố gắng cho bà ba có một cái nơi ở ổn định thôi. Thôi thì anh coi anh nghiên cứu lại, mấy anh em mình cùng chung tay đi, mình thay vì anh làm bước cho bà ba mình gọi đi chùa. Cái đó là nói thật. Em thì cũng có bao nhiêu làm dồn lại cho bà ba hết trơn à. Mà tại vì đôi khi bà ba bị chìm ghê đó. Mà thành thử là cái việc mà sống không yên tâm, bà tuổi già cũng gần cuối đời rồi. Nên thành thử là Mạnh Thường Quân cũng chung tay góp cho bà ba một cái chiếc ghe như vậy. Thì em thì coi chỉ có sức thôi, có nghĩa là em chỉ sức công ra để em đi thôi. Và em chạy lên chạy xuống đến nay em biết là gặp anh là 5 lần chưa ta? Khoảng 5 lần rồi đó. Và tiền điện thoại này kia em cũng đâu ấy. Tất cả mọi thứ thì em chỉ làm để em kiếm tiền từ việc quảng cáo ở YouTube thôi. Còn tiền Mạnh Thường Quân thì hỗ trợ cho bà ba hết à. Nên anh nghiên cứu lại giùm em, coi như là làm phước chút nào được đó, được khỏi đi chùa. Nói thiệt đó. Tao nói không gì tới cái giá nó cũng nói rồi, cũng như là tính cũng bớt rồi đó chứ. Tính tiền cây trong thợ thôi chứ đâu có lời, tôi tính làm nhà vai đó. Dạ. Tôi tiếp phụ 200 ngàn tiền dòng gì dưới đi cho ông tiếp trong tiền đò đi. Đúng ra tôi ông bơm quẩn tôi dòng dòng banh bữa nay luôn đó. Tôi mua quá
Ôi bây giờ anh nói là thêm bao nhiêu nữa cái tiền dán mà trước á? Thêm 2.500 nữa, bớt anh 200.000 tiền vòng về nhà chạy. Thôi bớt 500 đi, bây giờ biết sao, em không biết đủ hay không, không đủ em xức cái quỹ của mấy người kia ra nữa nè, phải điện nữa nè. Bớt 500 cũng nhiều là còn 2 triệu. 2 triệu là 2 triệu như là 12 triệu đâu hả ta? 2 triệu nữa ha. Ủa 500.000 chứ, chứ sao giờ? Em cộng lại coi không đủ không nữa nè. Vậy lên, vậy lên, vậy thôi. Vậy ha. Nhanh. Bán vậy nhiều chứ ai, tại vì tính ra cũng nói rồi. Thôi có mấy trăm ngàn mà ăn thua gì? Biết rồi, tại vì mụ biết anh thì dầm dưới á. Nói chung là bây giờ tiền vòng nữa em không biết đâu bù vô nữa nè. Đó. Anh gửi là phải bà ba dư thì em đâu có xin anh để làm gì. Rồi, chân chào bà ba ha. Thì hôm gà sức khỏe bà sao rồi? Cũng vậy, sao vậy? Cũng qua ngày. Hôm nay con xuống bà bất ngờ không? Bất ngờ đó. Dạ hả? Ừ. Tại con bà có đâu có điện thoại đâu mà con. Đâu có điện thoại đâu mà biết. Dạ. Hôm nay xuống thông báo cho bà tin vui là chút nữa ghe sẽ xuống tới. Rồi, khoảng 1 giờ. 1 giờ mà xuống ha. Dạ, mừng không? Mừng nhé. Nhưng mà bà ba con hỏi nè là sao lúc trước bà đóng mà không nói kỹ với người ta cái phần sạp ngoài trước đó. Đó tôi nói rồi mà ta không biết thì giờ lót cái nước giờ tôi nói rồi đó, đóng tôi nói rồi, lên tôi nói rồi đó. Sao con thấy đó, lần đầu tiên con thấy đóng gì kỳ à? Đóng sạp ở dưới bữa ông quý ông lên chỉ tôi chỉ lại. Ờ. Tôi lên tôi biểu làm lên vậy luôn. Làm lên gì làm người ta ăn thêm tiền mình kìa. Bỏ vậy. Lúc đó bà nói là sao? Thì tôi cũng nói lót sạp mà sao không lót tiền vậy, tôi lên thấy sẽ ăn thêm nhiêu tiền nữa. Ăn thêm 2.500.000 á. Nhiêu đó mà là 2.500.000 hả? Con thấy bất ngờ, con nói anh đóng gì thêm 2.500.000 thì mất mắc quá. Với lại là làm gì thì tiền đâu mà em bù vô. Nó ảnh nói là bà ba đóng không. Mày ai mà đóng trệt vậy, đóng ghe là đóng sạp người ta đàng hoàng chứ đóng sạp đóng trệt. Vậy là cái ăn mình thêm 2.500.000 nó con buồn ghê á. Sớm con xin giảm bớt tiền, đã không đủ tiền. Ánh đòi bớt 200, con nói thôi gì khỏi bớt luôn đi, nó thiệt bà ba luôn á. Là con tưởng đâu bà ba kêu đóng theo kiểu đó rồi đóng kiểu đó sao ở? Thì bởi vậy, không có nói tôi đóng sạp nữa, lần ở dưới chứ phải trên cao nữa nha. Phải không? Ở dưới là cái cao này mà đóng đúng rồi sạp mà nếu như đóng theo hình vòng cung sao mình ở được? Bởi vậy. Lần đầu tiên con xuống rồi con nhìn là con không chịu rồi. Bây giờ sao? Chú thấy nghe rồi thấy không? Rồi bây giờ đem về lát nữa đóng xong rồi đó đem về cho bà ba nhưng mà ăn có giá hơi cao. Này là con nói thật, con có hơi buồn. Tiếp. Lúc ra ảnh nó bớt 200.000. Rồi bây giờ anh không chở xuống, anh kêu mình kêu người khác dòng xuống tốn thêm 400.000. Không chở nữa hả? Dạ. Lúc đầu giao anh chở. Giao đóng sạp đàng hoàng mà rồi ông nói thì cái tên mua thì tôi nói đóng không sao mà tên mua thì làm cái sườn được rồi. Hát cũng y sườn mà dưới sạp là nghĩ lót vậy sao nào? Cái dưới sạp mà lót hình vòng cung mình đâu có ở được. Thành thử là con buồn rồi, con nói ủa sao bà ba con giao cho bà ba với anh quý đi nói mà. Thì tôi nói vậy, nói đàng hoàng vậy mới đóng vậy. Bởi vì bây giờ làm từ thành thử ra mua ghe 10 triệu. Thôi bỏ vậy. Sửa thêm chiếc ghe ra 10 triệu rưỡi. Ừ. Mà chiếc ghe lúc đầu anh nhận sửa là 8 triệu đồng. Ừ. À, giờ thêm 2.500.000 rồi vậy nên con không biết sao nói sao, không lẽ con cừ lộn chứ. Thì bỏ vậy. Lúc bây giờ là thấy ghe hỏi ôi rồi. Đóng vậy sao mình ở? Bỏ vậy là mình ở lúc sắp cao vậy mình hồi đó cũng nói giao đàng hoàng. Hồi đó mình giao mình gặp mình ở phải không? Chứ phải đâu phải sao mà ở cũng sao đâu. Rồi lúc đó bà ba lên rồi sao bà ba không chịu nói là đóng. Thì tôi nói đóng đó, sạp phải đóng cao lên mà cái giường phải đóng cho tôi vậy đó. Đóng giường cho tôi gì tôi mũ cũng được nữa, còn ở cái này thì đóng sạp nó không cao vậy, nó cao hơn gì cũng được đi. Con nói đây là con làm từ thiện. Ừ. Con làm không có tiền, chủ yếu là làm cho bà thoát cái cảnh nghèo thôi. Nhưng mà anh đòi bớt 200 con điện ra con nói là thôi anh khỏi cần bớt. Anh 200 nhầm nhò gì? Ừ. Em nói khỏi cần bớt, con nói khỏi cần bớt. Đó thì bây giờ chút xíu nữa ghe đến thì lát nữa con giao tiền cho anh kia luôn, lúc trước đây con đã chuyển khoản hết 8 triệu rồi. Ừ. Còn lại lát nữa con giao cho cái anh dòng ghe hết 400.000 nữa nè. Thật ra thì con rất là buồn, không có nhiêu tiền nhưng mà tiền mạnh thường quân con rất là buồn. Thế bởi vậy. Ừ. Rồi thôi về đợi đi nha bà ba. Bà ta sáng đẹp. Về bà ba hả? Ừ. Bởi vì thấy tuần này. Hôm nay có ghe mới mừng cho bà ba không? Mừng. Bởi vì ta kêu bà mừng đi. Thấy tuần này. Dạ. Thấy bao nhiêu cái mình biết rồi. Ở đây là sống là nhà cũng như chị á, đi kia nọ. Ở đây không. Dạ. Chứ còn coi như là bà ở đâu. Con cái nó đi xa hết rồi. Rồi có thằng mất lắm.
dạ. 3 hồi mền 4 hồi không. Rồi thôi vậy con cảm ơn. Rồi bây giờ chắc ngay chỗ cái ghe cũ của bà ba này, cô bác của anh chị. Thật ra thì Bùi Hồ đang tâm trạng rất là không vui luôn á. Tại vì giống như là mình với bà ba bị gạt chứ. Rồi chiếc ghe đằng kia chạy dần tới đó cô bác của anh chị. Bùi Hồ đi đi bằng đường bộ. Chiếc ghe thì sửa lại ok, nhưng mà cái sạp lúc trước đó, cô bác của anh chị thì bây giờ thì chiếc ghe bà ba nè, chiếc ghe cũ nè cũng đến tuổi rồi, phải thay bằng cho chiếc ghe kia. Và hôm nay thì cũng như lúc nãy Bùi Hồ có nói, tâm trạng này cũng không được vui cho lắm. Để mà nhưng mà thôi thì cũng đành chịu, mình ở trong thế kẹt rồi. Mong cô bác của anh chị là mạnh thường quân cũng phải thông cảm cho Bùi Hồ nha. Đó, chiếc ghe thì nhìn bây giờ thì thấy cũng được rồi đó. Nhưng mà bị kẹt 2,5 triệu cho nó chết nè. Ôi bà ba ơi, cái bà ba bây giờ qua đây luôn đi, bà ba qua đây đi nhận ghe. Đen lắm, cái này nguyên một chú nguyên một sớm lại đánh. Bà ba coi ghe mới của bà ba luôn nè cô bác anh chị, chứ phải dọn dưới thì cũng để xà dưới trời. Bây giờ xuống đây bà ba lên coi hình hài coi thấy sao, ok không? Rồi chú lên đây đi, lát nữa gửi tiền ghe luôn, tiền sửa luôn. À, sao bà ba coi coi thấy được không? Đứng lên coi bà ba, đứng thẳng lên đây. Đừng hơi đụng đầu ha, nhưng mà thoải mái không? Thì được rồi, kệ. Cũng còn hơi đụng đầu bà ba, phải cao hơn tí xíu. Thôi thôi được rồi, được rồi, kệ, khom khom đi. Trời ơi, rồi sao? Trời ơi sập dài quá trời đó chứ. Gì được không bà ba? Không có dưới vậy, rộng không chịu hả? Gọn gì thoải mái rồi, vô đi bà ba. Quá đẹp mọi người. Sao? Trời ơi, đóng cái khi sạch này gọn người ấy sợ ha. Dạ. Vậy gọn ha. Mừng không? Mừng chứ. Vui không bà ba? Vui. Hết tắt nước rồi ha. Hết tắt nước rồi. Rồi đi ra. Ra bà ba, vui rồi ha. Vui, có ghe mới vui rồi. Anh chú xuống đây đi chú. Rồi bà ba ngồi đây đi. Chú ngồi đây đi, chú qua đó ngồi đi. Rồi. Chú này là chú thứ mấy? Hai. Chú chở mướn thôi à? Chở mướn. Dạ. Chở mướn mà chuyên chở mướn luôn á. Chú chuyên chở luôn hả? Chở luôn, nay kia chở gì cũng chở vậy. Chở từ thiện 400 có bớt không? Bớt này từ thiện luôn đó. Từ thiện luôn đó hả? Ừ. Chứ hai năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Từ thiện là đi 500 ngàn đó. Không, từ thiện là đi 500 hả? Đi chở đồ, ta cũng vậy à. Rồi bây giờ chú hai thì nãy con có nói với anh Cột rồi, con gửi tiền cho chú hai luôn. Gửi cái số tiền còn lại. Và thứ nhất, cái thứ hai á, là con gửi tiền cho cái anh mua ghe còn 5 triệu đồng nữa. Cái anh bán ghe riêng, cái anh sửa ghe riêng. Con gửi cho chú hai, con quay ở đây thì lát nữa chú hai đưa về giùm con. Rồi. Mà trước khi gửi thì chắc có lẽ là bà ba nghe con thông qua danh sách ủng hộ mạnh thường quân ha. Thì ủng hộ mạnh thường quân bà ba thì cũng qua mấy đợt trước rồi, cũng có mạnh thường quân ủng hộ bà ba lai gai rồi, thì để bà ba chi tiêu xài ha. Thì hôm nay thì con công bố danh sách ủng hộ mạnh thường quân bà ba mua ghe. Bà ba sao buồn buồn vậy? Không có buồn gì đâu. Rồi thưa cô bác anh chị, hôm nay Bùi Hồ sẽ công bố danh sách ủng hộ bà ba ở Đồng Tháp mua ghe. Bà ba này ở Châu Thành, ở cái tàu hạ. Thì một là Mạnh Thường Quân, một chị giấu tên ở Canada, ủng hộ cho bà là 12.800.000 đồng. Hai là chị Lan ở Thường Thới Tiền Hồng Ngự ủng hộ cho bà 2 triệu đồng. Ba là chú Định ở Mỹ ủng hộ cho bà 200 USD. Bốn là chị Thu ở Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho bà 200 USD. Con lúc nãy con tưởng đâu thiếu thì con lấy số tiền của anh được để ủng hộ cho bà, nhưng mà bây giờ số tiền đủ rồi nên là nữ là con không có trích quỹ của anh được, gửi cho con 400 USD, tổng cộng là 400 USD, con đổi ra được là 9.400.000 đồng ha. Rồi tổng cộng số tiền của mình ủng hộ là 12.800 nè, 2 triệu là 14.800 nè, rồi sau đó là với lại là 400 USD là ra được 24.200.000 đồng. Thì 24.200.000 đồng thì con chi mua ghe là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng thì con mới chuyển cho chú kia 5 triệu rồi. Thì sửa ghe lần 1 là 8 triệu đồng. Lần thứ 2 anh này anh lót cái miếng mấy miếng giạc này nè, anh ăn 2 triệu 500 nghìn đồng. Con nói anh bớt, anh nói bớt 200 ngàn. Con nói thôi thì khỏi bớt luôn đi, con trả luôn. Chứ bây giờ bớt 200 ngàn cũng có ý nghĩa gì. Con không cần bớt.
Và cái sữa dạt này là lý do là tôi giữa giao anh vậy nè, giao kèo giữa bà Ba và anh Cồ, con không có theo lên vậy, tôi giao kèo vậy nè, bữa có không quý mà sau này thì sẽ chạp vậy nè. Nhưng mà lúc trước là cái hình công á, hình công nó trước đây là hình công nữa, nên thành thử thôi chuyện này bỏ qua đi. Mong này, mong mạnh đường quân thông cảm rồi lần không? Hai là tổng cộng tiền sửa ghe là 10.500.000 đồng đó. Sửa ghe nó mắc hơn tiền chiếc ghe, mắc hơn chiếc ghe chuyên chở là 400.000 đồng, thì tổng cộng số tiền phải trả là 20.700.000 đồng. Con đã chuyển hết 8 triệu, còn lại 12.700.000 đồng, thì 12.700.000 đồng con sẽ giao cho chú ha. Thì bây giờ con sẽ giao cho chú trước 12.700.000 đồng để chú giao cho những người kia giùm con. 2.700.000 đồng là trong trong đó của cô của chú là 400 đó đó, con sẽ gửi cho chú nè, 400.000 đồng tiền riêng nè đó, cái đó là 400.000 đồng của chú chở nha. Còn bây giờ con sẽ đưa cho chú là 12.300.000 đồng. Đây, 1 triệu nè. Đây, thấy không? 2 triệu nè. Con mới rút nãy luôn á. Tiền lẻ không à. 3 triệu nè. 4 triệu nè. 5 triệu nè. 6 triệu nè. 7 triệu nè. 8 triệu nè. 9 triệu nè. 9 triệu. 10 triệu nè. Nghe chú ha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. 9 triệu mấy chị? 10 triệu phải không? 11 triệu. Rồi đem lại kiểm lại 12 triệu mấy trăm chú? 2.300.000 300. Rồi bây giờ chú kiểm lại giùm con cái ha. Kiểm lại đi, kiểm lại đi. Đây. Ở dưới ghe không quen chóng mặt luôn rồi. Đó mấy rồi chú? 12.300.000 đủ không? 412.700.000. Rồi chú ấy lại nha. Rồi bây giờ con đã chồng rồi chưa bà Ba, 12.300.000 là con giao cho anh chủ ghe. Lúc trước con đã chuyển khoảng hết 5 triệu ha, và con chuyển ứng trước cho anh Cầu 3 triệu để tiền sửa chiếc ghe. Đó là 8 triệu rồi, là tổng cộng số tiền mà sửa ghe của mình là 20.700.000 đồng đó. Thì bây giờ tiền hết trơn luôn á, rồi còn lúc mình nhận ủng hộ là 24.200.000 đồng đó, thì bây giờ mình sẽ trừ ra 20.700.000 đồng, thì còn lại số tiền của bà Ba là 3.500.000 đồng là số tiền bà Ba dư để làm vốn đó. Con tưởng đâu lúc nãy con nghĩ là mình sẽ thiếu tiền để cho bà Ba dư làm vốn mua đồ đạc ở trên ghe đó. Thành nữ là con mới ứng con được thêm, nhưng mà bây giờ đủ rồi. Đây 4.400.000 ô đơ nhân cho 2.35 2.35 là 9 triệu, 400 đô là 9.400.000 đồng của cô bác anh chị là 400 ô đơ. Thì bây giờ còn số tiền là con sẽ giao cho bà Ba 3.500.000 luôn ha, để bà Ba làm vốn nha. Bà Ba hết tiền xài để bà Ba làm vốn nha. Làm vốn mua bán gì sống bời. Giờ bà có con mấy đứa con? Con thằng đó nè bà Ba, 1 triệu nè, 2 triệu nè, 1, 2, 3, 2 triệu phải không bà Ba? 3 triệu rồi. Mấy triệu rồi? 2 3 triệu rồi. 2 triệu à? 2 à? 2 triệu rưỡi nè, 2.500.000, còn thêm 1 triệu nữa ha, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu. 3 triệu gửi đó là bà Ba làm vốn đó. Là con không có sức tiền quỹ của anh được ra. Đó, thì bây giờ cái số tiền đó là con đã giao đủ cho tú chú tiền ghe. Yeah, chú cần đếm lại không? Đếm rồi, đúng rồi. Không đúng không bà Ba? Không có gì đếm chính xác chưa? Chính xác rồi. Chính xác 100%. Dạ, 100%. Nãy con rút 16, 17 triệu, 12 triệu
700. 700 với là 3 triệu là ra 16 triệu 200 đúng rồi. 2 triệu rưỡi. Ừ. 2 triệu 700 với đưa có 3 triệu rưỡi nữa. Dạ. Đó thì chắc có lẽ là hôm nay thì có ghe mới như thế này thì công việc tiếp theo là chiều nay và ba sẽ chuyển qua ghe mới và ba ở. Và không biết nói gì hơn thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV, đã ủng hộ cho bà ba một cái ghe mới như mong ước, đến gần cuối đời bà ba mới có chiếc ghe mới nè. Rồi cảm ơn mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân nhiều lắm, có chiếc ghe cũng ở cũng mừng. Rồi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành thật tình là xin lỗi mạnh thường quân, cũng vì cái việc sơ suất là do là hoàn cảnh lúc Bùi Hồ đi dạy là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là cái việc bà ba lớn tuổi thì việc mà giao giữa bà ba lúc trước là sửa 8 triệu rưỡi là sửa hết trơn luôn. Đó, 8 triệu á là sửa hết trơn luôn. Con nghĩ là nó coi sạp có sạp giống như vậy. Thành thử ra là tự nhiên mình làm mấy miếng dán này luôn mất luôn 2 triệu rưỡi, con cũng thật bất ngờ. Và con cũng có nói với anh Cầu là thôi anh bớt em, tại vì anh bớt coi như là anh đi chùa anh khỏi đốt nhang. Anh đi làm từ thiện, tại vì em cũng làm từ thiện thôi. Cho em thật ra em lãnh tiền từ em làm từ thiện này thì em lãnh tiền quảng cáo từ YouTube để mà em có thể đi đứng. Và em cũng lên xuống này đến đây là 5 lần. Nhưng mà anh cò thì anh nói anh bớt là chỉ anh bớt 200 nghìn đồng thôi. Thì coi đó thì con có điện lúc con ra về con rất là buồn. Rồi con nói thôi anh cò, 200 nghìn đồng đó thôi anh để lại đi, em chuyển cho anh đủ cái số tiền đó luôn. Em không cần anh bớt 200 nghìn đó đâu. Thì con đã chuyển luôn là 2 triệu rưỡi lần 2 luôn. Thì coi như đây là một lần sơ suất, chắc có lẽ là Bùi Hồ mong cô bác quý anh chị mạnh thường quân thông cảm. Thì thời gian tiếp theo thì mình cũng Bùi Hồ cũng còn một số hoàn cảnh để giải quyết luôn cho nó hết, cho nó khỏe, thì mình sẽ thực hiện tiếp những phần hoàn cảnh tiếp theo. Chắc có lẽ là bà ba nói thêm một lời nào nữa thì mình kết thúc rồi, mai mốt con sẽ quay trở lại bà ba một lần nữa. Ôi cảm ơn mạnh thường quân nhiều lắm, cảm ơn giúp đỡ có cái ghe ở sống cũng mừng. Rồi cảm ơn chú Huệ, chú Cồ với chú Hồ với chú Quý nha. Dạ. Cảm ơn nhờ mấy ông được cái ghe ở nữa. Mạnh Hồng Quân con được cái ghe ở cũng mừng. Chú Huệ hôm nay nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi rồi. Rồi chắc có lẽ là Bùi Hồ quay như thế này, cô bác quý anh chị cái phần ở ngoài trước này nè, bà muốn làm như thế này để bà ba dừng bạc có thể kéo ra kéo vô dễ hả bà ba? Dạ, mũ trùm lên. Mũ trùm lên kéo ra kéo vô thì cái tiền này bà sẽ đi mua trùm lên dễ ha. Đó. Đó, mua trùm lên ở bên này để cho mưa nắng nhìn đi ra đi vô nó dễ. Rồi. Cái đó là ý muốn của bà ba. Rồi. Chỉ có một cái ngoài ý muốn là cái miếng dạt ở như thế này thôi. Lên có hồi thấy chú Quý. Đó. Mình hỏi mình chỉ chỗ này phải không? Mà nay nằm chệch vậy nè, chịu nói không? Không phải. Con kêu là dắt cái mí đó đó, cái mí đừng có để cái kẻ đó ra đúng không? Ừ. Giáp mấy đà ngang đó. Ai về không làm lúc ở dưới đây nè. Bởi vậy. Làm lúc ở dưới này đừng tiết kiệm dán chứ vậy. Bởi vậy. Một gang đó. Bởi vậy mình không nói đừng có nói là mà. Đây là mấy này phải không? Mất cái này là làm càng thấp ở dưới này là sẽ tài càng tiết kiệm dán. Đỡ dán. Đỡ lên mấy đừng mấy à. Hồi đó con trao đàng hoàng với chú Hang chứ đây phải không? Cái gì cũng vậy. Làm mình phải đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới hay được. Nói thiệt luôn, lúc mà lần đầu tiên mà con cầm cái máy mà xuống quay mà ha. Cái miếng dán mà nó làm theo vòng cung gì hỏi sao bà ba đi được, rồi bà ba có thể sinh hoạt gì ở trên đó được. Ở thành nữ con nói không, bây giờ không có được, phải kêu bà ba lên đây được chứ chở lên chở xuống không được. Làm thì phải coi cho nó được thì mình bà nữa mà cài mấy cái đinh vô bà ơi. Không còn mấy cái đinh nữa, không gỡ vô tay nữa nè. Khóc thấy bà luôn nè. Đó thì thôi chắc có lẽ là một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước đã ủng hộ cho bà ba có được cái ghe như ngày hôm nay. Có lẽ là Bùi Hồ cũng nói lời xin lỗi và thật tình là sao ta mong quý mạnh thường quân thông cảm cho bà ba, tại vì bà ba là người gần gũi nhất với lại ở đây lên xuống đó. Theo bà ba cái này là cũng sơ suất của bà đúng không? Con này rất là xa luôn. Người mà không có lên xuống được, phải lên xuống phải coi bằng cạp này. Mày bỏ vậy mình đâu có lên xuống được đâu, ở đây này. Con là chạy xuống đúng 5 lần luôn. Vậy ơi, tôi có lên vậy chỉ ngăn mấy này nè chứ bộ. Chỉ đàng hoàng chứ bộ phải không? Tôi chú Quý phải không? Ủa mình lên mình chỉ là thấy mấy này nè. Dạ. Chỉ đàng hoàng chứ bộ chỉ sao? Em nói thiệt với anh Quý ha, em thì cái việc mà 100-200 ngàn thì mình ăn một ngày là hết rồi. Nhưng mà em chi sinh thì bớt 200 ngàn đó với em thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái tiền của mạnh thường quân nó quý lắm nên là nữ là thôi thì vậy đi rồi kết thúc lên rồi bà. Rồi kết thúc rồi, cảm ơn anh mạnh thường quân nha. Nhờ thằng mạnh thường quân mà được cái ghe ở, cảm ơn nhiều lắm nha. Bà ăn được phát triển rồi.
Rồi cảm ơn chú Hồ luôn nha, cảm ơn chú Quý luôn, nhờ hai ông mới được cái ghe ở vậy. Cảm ơn nhiều lắm.